Chào bạn, tên tôi là Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Thưa bạn, căn bệnh ung thư ngày hôm nay nó không còn quá xa lạ đối với cuộc sống của chúng ta đúng không ạ? Và nó được xếp vào nhóm tứ chứng nan y, là một trong những nhóm bệnh mà gây tử vong cao nhất. Và mỗi khi ai đó phải nghe mình mắc phải căn bệnh ung thư thì gần như là tử thần đã gõ cửa rồi. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới và đặc biệt là công bố của Giám đốc Bệnh viện K thì tại đất nước Việt Nam chúng ta mỗi một năm tỷ lệ mắc mới lên đến 120.000 ca. Vâng, 120.000 ca, nhưng bạn hãy nghe con số sau đây và bạn hãy lưu tâm nó. 120.000 ca mắc mới nhưng lên đến con số 94.000 ca tử vong ạ. Vâng, 94.000 ca tử vong. Và nếu ai mắc phải căn bệnh ung thư rồi thì mới hiểu được cái cảm giác đau đớn như thế nào mỗi khi chúng ta hóa xạ trị và phải điều trị rất là tích cực trong bệnh viện. Cùng với đó nữa thì cái sự mệt mỏi của người thân mỗi khi đi chăm sóc, và đặc biệt hơn nữa là sẽ tốn rất là nhiều chi phí đối với căn bệnh ung thư. Ngoài việc tích cực điều trị trong bệnh viện sử dụng những cái hóa chất hóa xạ trị thì có rất nhiều người đã tìm thêm cho mình những cái giải pháp ở bên ngoài, những cái bài thuốc nam hay là những cái phương thuốc đông y, để với một cái mong muốn đó là nâng cao sức khỏe của mình và đặc biệt là kéo dài tuổi thọ. Và trong video ngày hôm nay thì Bá Ngọc xin chia sẻ một thông tin hết sức là vui đối với những bệnh nhân ung thư và đặc biệt với những người mà chưa mắc phải ung thư thì chúng ta nên phòng bệnh ạ. Bởi vì các cụ có một câu nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó là sản phẩm cao hồng sâm đến từ đất nước Hàn Quốc. Nhân sâm từ hàng ngàn năm nay người ta đã ví như là thần dược và đứng đầu bảng trong các y dược thảo có tác dụng chữa bệnh đối với sức khỏe của chúng ta. Với các bệnh ung thư thì nhiều quan điểm cho rằng ở trong nhân sâm có chứa nhiều những chất dinh dưỡng nên sẽ làm cho tế bào ung thư sẽ phát triển mạnh hơn. Tuy nhiên ít ai biết và hiểu được rằng tác dụng của nhân sâm trong chữa bệnh ung thư nó rất là mạnh mẽ đấy ạ. Và trong video hôm nay thì Bá Ngọc xin chia sẻ những tác dụng kỳ diệu của sản phẩm cao hồng sâm trong việc hỗ trợ điều trị cũng như là phòng ngừa căn bệnh ung thư. Ngày nay với sự tiến bộ và phát triển của khoa học kỹ thuật thì đã có hàng trăm hàng ngàn những công trình nghiên cứu và các nhà khoa học họ đã phát hiện ra chính xác những cái hợp chất có tác dụng dược lý đối với sức khỏe của chúng ta. Và đặc biệt trong nhân sâm thì các nhà khoa học họ đã phát hiện ra một loại hợp chất mà chỉ có trong nhân sâm mới có, đó chính là saponin. Ginsenosin là một hoạt chất tự nhiên và chính cái hoạt chất ginsenosin này làm nên cái tác dụng kỳ diệu của sản phẩm cao hồng sâm. Và chỉ có trong nhân sâm mới có hợp chất ginsenosin này. Vâng, tổ hợp ginsenosin RH2 và GR3 là một trong những loại thảo dược quý hiếm có trong nhân sâm, có tác dụng quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa sự phát triển của các khối u, giúp nâng cao hệ miễn dịch và đặc biệt nữa là phòng chống và ngăn ngừa căn bệnh ung thư. Vậy thì tác dụng kỳ diệu của tổ hợp ginsenosin RH2 và GR3 có tác dụng như thế nào đối với căn bệnh ung thư? Làm hạn chế việc gia tăng các tế bào ung thư, gây sự tan rã của các tế bào ung thư, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể để cải thiện khả năng chống khối u, đặc biệt giúp bảo vệ và chống lại những cái thiệt hại DNA, giúp tăng cường hiệu quả hóa xạ trị và chủ động của thuốc hóa xạ trị liệu chống ung thư, và đặc biệt hơn nữa là giúp giảm độc tính và tác dụng phụ của hóa xạ trị trong quá trình điều trị, giúp chống xâm lược và chuyển giao khối u và tăng cường các tế bào khỏe mạnh tự nhiên, từ đó giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn một cách tự nhiên và sẽ phòng chống được ung thư cũng như là đẩy lùi căn bệnh ung thư, giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và kéo dài được tuổi thọ. Vâng, vừa xong thì Bá Ngọc đã chia sẻ những tác dụng kỳ diệu và tuyệt vời của sản phẩm cao hồng sâm trong việc hỗ trợ và điều trị căn bệnh ung thư cũng như là phòng ngừa ung thư. Nếu bạn hay những người thân trong gia đình quan tâm về sản phẩm cao hồng sâm hay là cách mua như thế nào thì bạn có thể kéo xuống phía dưới phần mô tả của video này, kích vào đường link koreashop24h.com hoặc bạn có thể gọi đến số hotline 0904 363 985. Bá Ngọc nhắc lại 0904 363 985 để được Bá Ngọc và những chuyên gia hàng đầu của koreashop24h tư vấn trực tiếp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau.